quả kiểm phiếu của bầu cử cuối tuần qua cho thấy bà Angela Merkel đã đắc cử vị trí thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Bầu cử ở Đức diễn ra vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9 với 75% dân số đi bầu, cao hơn tỷ lệ năm ngoái là 71,5%. Đã có 61 triệu người Đức đi bỏ phiếu tại 73.500 điểm bầu cử. Kết quả công bố trong tối cùng ngày cho thấy Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU giành được 32,5% tổng số phiếu bầu, trở thành đảng mạnh nhất trong Quốc hội. Vị trí thứ hai là Đảng Dân Chủ Xã Hội, giành được chỉ 20% tổng số phiếu bầu, tỷ lệ thấp nhất kể từ hậu Thế chiến thứ hai đến nay. Dù đảng của bà Merkel tiếp tục giành chiến thắng nhưng do không chiếm quá bán số ghế trong quốc hội, đảng này phải liên minh. Trong tình thế các đảng đối lập đều không chắc chắn về chuyện có muốn liên minh với CDU hay không, nhiều chuyên gia cho rằng phải mất nhiều tháng thì mới ổn định được tình hình chính trị của Đức.